Xin chào tất cả mọi người. Đau mỏi cổ vai gáy là một vấn đề phổ biến mà mọi người thường hay mắc phải. Có thể là do căng thẳng, áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến đau mỏi cổ vai gáy có thể là do chúng ta cúi đầu nhiều, ngồi sai tư thế làm việc, dùng máy tính hoặc là dùng điện thoại ạ. Hoặc là do chúng ta nằm sai tư thế. Với gần 10 năm kinh nghiệm luyện tập và giảng dạy yoga, Huyền đã đúc kết ra được một số những bài tập đơn giản và hiệu quả. Chúng ta cùng nhau luyện tập nhé. Chúng ta cùng nhau bước vào buổi luyện tập ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta ngồi hai mông trên thảm vững chắc. Hai tay đặt ở đầu gối, đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. Và quan trọng nhất là đầu chúng ta đưa về sau một chút để nó thẳng hàng với trục của cột sống. Hít vào một hơi thật sâu. Quay đầu sang bên trái. Thở ra. Lưu ý là cằm thẳng hàng với vai. Mắt nhìn sang bên trái. Tiếp tục về giữa, hít vào. Quay đầu sang bên phải, thở ra. Kéo giãn vùng cơ cổ ở bên trái của mình. Về giữa, hít vào. Nghiêng đầu sang bên trái. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ bên phải. Hít vào, về giữa. Đổi bên, thở ra. Một lần cuối, hít vào, về giữa, nâng cao lồng ngực lên. Nghiêng đầu sang bên trái, chúng ta cầm thẳng hàng với vai. Thả lỏng toàn bộ vùng cổ bên phải. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5. Cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. 4. Quay đầu sang bên trái một chút nữa. 3. Thả lỏng toàn bộ vùng cổ bên phải. 2. Và 1. Về giữa, hít vào. Quay đầu sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. 5. Cố gắng là mở vai ra sau ạ. 4. Cằm song song với mặt thảm. 3. Hít thở đều. 2. 1. Về giữa, hít vào. Dùng bàn tay trái của mình đặt lên trên đầu. Nghiêng đầu sang bên trái, thở ra. Tiếp tục về giữa, hít vào. Tay phải đặt lên má ngoài của đầu, kéo đầu sang bên phải. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ bên trái, thở ra. Tiếp tục hít vào. Thở ra, nghiêng đầu sang bên trái. Thả rơi vai phải của mình xuống. Hít vào, về giữa. Thở ra, nghiêng đầu sang bên phải. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ bên trái. Một lần cuối, hít vào. Thở ra, nghiêng đầu sang bên trái. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. Lúc này chúng ta đặt tay phải ở phía trước. Mở tay lên cao. Sang bên ra sau. Và xuống dưới thảm. Hít thở bình thường ạ. Lên hít, xuống thở ra. Cố gắng kéo tay ra sau nhiều hết mức có thể. Tiếp tục lên hít vào. Thở ra, cảm nhận sự căng giãn nơi cơ cổ bên phải của mình. Và bây giờ chúng ta kết thúc bằng cách là hạ tay phải của mình xuống dưới thảm. Rồi chúng ta trở về giữa, hít vào. Tay phải nắm má ngoài đầu trái và kéo đầu sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. Tay duỗi thẳng phía trước, hít vào lên. Thở ra, ra sau, xuống dưới thảm. Tiếp tục hít vào, tay lên. Mở ra sau, thở ra lần thứ 2. Hít lên. Thở ra. Tập trung cảm nhận vùng cơ cổ bên trái của mình ạ.
Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, thở ra. Hạ rơi vai của mình xuống. Hít thở đều một chút ạ. Cảm nhận sự căng giãn. Rồi, hai tay đặt ở đầu gối ạ. Xòe 5 ngón tay bám ở phía đất trước của đầu gối của mình. Xoay vai ra sau. Hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm lên, ép sát hai bả vai của mình ra sau. Thở ra, hóp bụng, cong lưng lại, cằm chạm hõm cổ, rút rốn vào bên trong. Tiếp tục xoay vai lên cao, ra sau, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm của mình lên. Từ từ nâng vai lên. Thở ra, hóp bụng, cuộn lưng ra sau, thu cằm về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Lần thứ ba, xoay vai, mở căng lồng ngực, hít vào, rướn cằm của mình lên ạ, không ngửa cổ ra sau, kéo dài phần cơ cổ này. Cuộn lưng, hóp bụng ra sau, thở ra, thu cằm về hõm cổ. Tiếp tục xoay vai, mở ngực, hít vào, cong lưng, hóp bụng, thở ra. Một lần cuối, xoay vai, mở căng lồng ngực, hít vào, đổ người về phía trước một chút, vươn cằm của mình lên, giữ và hít thở đều ở đây ạ. Lực ở tay chúng ta lúc này kéo căng để khép phần vai của mình lại, đồng thời dướn ngực của mình lên. 4. Hít thở đều và thả lỏng toàn bộ vùng cơ cổ vai gáy ạ. 3. 2 và 1, hít vào, nâng vai lên. Hóp bụng, cuộn lưng, thở hết ra, thu cằm về hõm cổ, mắt nhìn vào rốn của mình, siết bụng cơ bụng bên trong. Tay chúng ta vẫn thẳng về trước. 4. Hít thở đều trong khi giữ tư thế. 3. 2 và 1. Rồi, chúng ta đẩy thẳng cột sống lưng lên. Hai tay vươn lên cao, hít vào. Gập tay phải, tay trái nắm vào khửu tay, thở ra. Lúc này chúng ta hít vào, kéo vai phải lên, hơi cúi đầu xuống, kéo khửu tay sang bên trái, thở ra. Lúc này ta ngẩng đầu lên, giữ ở đây và hít thở đều. 6. Thả lỏng toàn bộ vùng cơ vai bên phải. 5. Cố gắng là kéo nhiều thêm một chút nữa và đẩy khửu tay ra sau, không tì nặng vào các đốt sống cổ. 4. Hít thở đều. 3. 2. Và 1. Rồi, hít vào, ta vươn hai tay lên cao. Gập tay trái, tay phải nắm vào khử tay trái, thở ra. Hít vào, rút căng vai trái lên. Kéo tay ra sau, vai phải, thở ra. Rồi, đi bàn tay về giữa lưng. Lúc này ta đẩy khử tay ra khỏi đầu và hơi ngẩng nhẹ đầu lên một chút. Giữ và hít thở đều ở đây. 5. Cố gắng đẩy tay ra phía sau để không tạo áp lực vào cổ vai gáy. 4. Thả lỏng vai bên trái của mình nào. 3. Điều hòa hơi thở đi ạ. 2. Và 1. Rồi, hai tay ra ngang, hít vào. Đưa tay phải sang bên trái, gập khử tay trái, kéo vai sang bên trái nào. Thả lỏng toàn bộ vùng vai bên phải của mình. Giữ ở đây, nắm hai tay của mình lại. Mắt lúc này chúng ta nhìn sang bên phải. Giữ, hít thở đều ạ. 5. Thả lỏng toàn bộ vùng vai. 4. 3. 2. Và 1. Rồi, về giữa, hít vào, hai tay ra ngang, nâng cao lồng ngực của mình lên. Tiếp tục đưa tay trái sang phải, gập khử tay phải, kéo tay sang bên phải nào. Lúc này chúng ta thả lỏng toàn bộ vùng cơ vai bên trái. Mắt nhìn sang bên trái của mình. Hạ rơi cái vai này xuống ạ. Và thả lỏng phần vai bên trái. 5. Quáng lưng thẳng nào. 4. Thả lỏng toàn bộ vai bên trái của mình. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Rồi, về giữa, hít vào, hai tay ra ngang. Hai tay đan phía sau, thở ra. Đan tay vào phía sau ạ. Xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào,
đầy thẳng tay thở ra. Ta tiếp tục làm 3 lần như vậy. Xoay vai, hít vào đẩy lồng ngực lên, thở ra đẩy thẳng tay ra sau, vươn cằm về phía trước. Lần thứ 3, xoay vai, mở ngực, hít vào, đẩy thẳng tay. Giữ ở đây, hít thở đều, quáng khép sát được cái lòng bàn tay của mình càng nhiều càng tốt ạ. Ép hai phần vai của mình ra sau, mở rộng lồng ngực của mình. 4, 3, hít thở đều. 2, cố gắng nâng ngực lên nữa nào. Và 1, thôi. Hai tay ra ngang, hít vào, lưng thẳng, đẩy căng lồng ngực lên. Tay phải đặt vào đầu gối trái, tay trái ra sau mông phải. Hướng ngón tay cái về phía trong mông ạ, và cách khoảng độ nửa gang tay. Lúc này ta nâng ngực lên, mắt nhìn ra sau, cằm thẳng hàng với vai. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. Lưu ý là chúng ta dùng lực của tay phải kéo ghì cái khử tay để nâng cái người mình xoay sang bên trái hơn nữa. 4, 3, rút ngực, nâng ngực mình lên nào. 2 và 1. Rồi về giữa, hít vào, vặn người sang phải, tay trái đặt gối, tay phải phía sau mông trái. Xoay vai, mở ngực, thở hết ra, mắt nhìn ra sau. Giữ, hít thở đều ở đây. 6, kéo lực tay phải nhiều hơn nữa nào, nâng lồng ngực của mình lên nữa. 5, 4, 3, 2 và 1. Vươn hai tay qua đầu, hít vào, nâng cao vùng cột sống của mình lên. Hai tay xuống, thở ra. Này chúng ta duỗi thẳng hai chân, thả lỏng chân của mình, nâng đầu gối lên xuống, thả lỏng hai vai của mình một chút. Chúng ta khoanh chân, gập chân ra sau, về tư thế con mèo. Ở tư thế con bò mèo, chúng ta mở rộng hai đầu gối bằng hông, đầu gối thẳng hàng với mông, xuôi mũi chân sau xuống, hai bàn tay thẳng hàng với vai, xòe 5 ngón tay ra, xoay phần khớp khuỷu tay vào bên trong và đẩy thẳng cột sống lưng. Siết nhẹ cơ bụng của mình ạ, luôn luôn siết bụng trong tư thế bò mèo. Từ từ võng lưng xuống, vảnh mông lên cao, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm về phía trước. Chúng ta không ngửa cổ lên ạ, chúng ta kéo dài cằm ra thôi. Từ từ cuộn xương cụt lại, cong lưng lên, cằm thu về hõm cổ, mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục võng lưng xuống, hít vào, đẩy căng lồng ngực, vươn cằm lên, siết nhẹ cơ bụng để bảo vệ phần thắt lưng dưới ạ. Cuộn lưng lên cao, thở ra, thu cằm về hõm cổ, mắt nhìn rốn, vai lên cao. Tiếp tục hít vào, chậm chậm thở ra. Hai lần nữa, tiếp tục võng lưng xuống, vảnh mông lên, siết cơ bụng, vươn cằm, mở ngực, hít sâu đi ạ. Từ từ cuộn lưng lên, hóp bụng, thở ra. Một lần cuối, võng lưng xuống, hít vào, mở căng lồng ngực. Giữ ở đây và hít thở đều, bụng chúng ta siết lại. 5, mỗi lần hít chúng ta vướn căng lồng ngực về phía trước nào. 4, cảm nhận sự căng giãn ở vùng lưng trên và lưng giữa. 3, hít thở đều. 2, 1, rồi từ từ cuộn lưng lên, thở hết ra, thu cằm về hõm cổ, vai lên cao nào. Đang cuộn nhẹ xương cụt của mình xuống, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi. Hít vào, chân trái đá lên cao, mắt nhìn về phía trước, chống mũi chân phải lên sang bên phải, hạ bàn chân trái thẳng hàng với đầu gối phải, tay trái áp mang tai, đẩy hông dưới về phía trước, kéo căng giãn toàn bộ vùng lườn của mình. Nếu đau mỏi cổ vai gáy thì mắt nhìn thẳng ạ,
không đau mỏi của vai gáy, mắt nhìn lên. Từ từ hạ bàn tay xuống, hít vào, chân trái lên cao. Thở ra, co gối, trán chạm đầu gối, mũi chân không chạm thảm, thở hết ra. Tiếp tục lần nữa hít vào, đá chân lên cao, mắt nhìn về phía trước, siết nhẹ cơ bụng, úp hai mông cân bằng. Chống mũi chân phải sang phải, hạ gót chân trái xuống thẳng hàng với đầu gối phải. Tay trái lúc này vươn lên cao, áp mang tai, giữ và hít thở đều ở đây. 5, gắng đẩy mông về phía trước. 4, cảm nhận sự căng giãn nơi liên sườn bên trái của mình. 3, hít thở đều đi ạ. 2, và 1, hồi từ từ hạ bàn tay trái xuống thẳng hàng với bàn tay phải. Đi chân phải trở về, hít vào, nâng chân trái lên, úp hai mông cân bằng, dướn ngực về phía trước. Thở ra, co gối, chán chạm đầu gối, thở hết ra. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, siết chặt cơ bụng nào. 3, 2 và 1. Rồi bây giờ chúng ta hạ đầu gối của mình xuống. Mời cả lớp chúng ta đổi bên. Chống hai mũi chân lên, hít vào, nâng chân phải lên cao, vuốt hai mũi chân. Vuốt mũi chân này, úp hai mông cân bằng, dướn ngực. Hạ bàn chân trái sang trái, thở ra, hạ gót chân phải thẳng hàng đầu gối trái này. Tay phải lúc này lên cao, áp mang tai, kéo căng toàn bộ vùng lườn bên phải, thở hết nào. Tiếp tục hạ tay của mình trở về vị trí, hít vào, nâng cao chân phải lên. Thở ra, co gối, chán chạm gối, thở hết ra. Một lần cuối, hít vào, đá chân phải lên cao, dướn ngực về phía trước, kéo dài các đốt sống lưng. Hạ chân sang bên trái, thẳng hàng với đầu gối trái này, mũi chân trái về phía bên phải. Tay phải áp mang tai, đẩy hông dưới về phía trước, giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, cảm nhận sự căng giãn nơi liên sườn bên phải. 3, xòe 5 ngón tay phải ra để máu lưu thông nào. 2, và 1, rồi từ từ hạ tay phải của mình thẳng hàng với tay trái. Đi chân trái trở về, hít vào, nâng chân phải lên. Thở ra, co gối, chán chạm gối, thở hết ra. Giữ ở đây, gồng chắc cơ bụng của mình lên ạ. 4, 3, siết cơ đùi lên nữa. 2, và 1, rồi rất tốt. Đã tiếp tục xuôi mũi chân của mình. Hít vào, vươn cao tay trái của mình lên, mắt nhìn lên. Thở ra, hạ cái vai trái của mình cạnh bàn tay phải. Rồi. Cố gắng là nhích vai sang một chút nữa. Đẩy hai mông cân bằng. Tay phải lúc này vươn tay qua đầu, áp mang tai. Ở đây là tư thế sâu kim ạ. Chúng ta giữ và hít thở đều trong 10 giây. 6, 5, thả lỏng toàn bộ vùng vai phía dưới. 4, thả lỏng vùng vai phải phía trên. 3, 2, và 1. Rồi chống tay phải phía trước mặt, ta nâng người lên, đưa tay trái trở về, hai tay trở về ạ. Đổi bên, vươn cao tay phải lên, hít vào, hạ vai phải xuống cạnh cổ tay trái, thở ra. Cố gắng nhích vai sang một chút nữa, đẩy hai hông trở về vị trí cân bằng. Tay trái lúc này áp mang tai, xòe 5 ngón tay của mình ra, giữ và hít thở đều ở đây. Ở tư thế này chúng ta sẽ thả lỏng cổ vai gáy của mình và thả lỏng toàn bộ vùng cơ phía sau. 6, 5, điều hòa hơi thở đi ạ. 4, vắng thả lỏng hai vai. 3, 2, và 1. Rồi chống tay trái phía trước mặt, từ từ nâng người của mình lên về tư thế con bò mèo. Sau đó chúng ta gì ạ? Đi tay về phía trước. Đi tay về phía trước. Rồi từ từ hạ ngực cằm của mình xuống. Cố gắng là vươn dài cằm của mình ra. Mỗi lần thở ra chúng ta lại nhấn ngực của mình xuống, thả lỏng toàn bộ vùng cổ vai gáy.
hít thở đều. Điều hòa hơi thở. Bốn, ba, hai và một. Rồi, từ từ chống tay. Chúng ta hạ mông ra sau, chạm gót chân, chán chạm thảm, xuôi tay theo thân, lòng bàn tay ngửa lên. Lúc này chúng ta thả lòng khớp vai, cằm đưa về hõm cổ để cân bằng lại các đốt sống cổ. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái ghế. Khoảng cách từ ghế đến thân người bằng một cánh tay của mình ạ. Sau đó chúng ta ngồi trên hai gót chân. Hai tay của chúng ta đi ra sau. Và đi gần hai tay lại hơn nữa nếu có thể ạ. Lúc này chúng ta đẩy lồng ngực của mình lên, mở vai ra sau hết mức có thể nữa. Giữ ở đây và hít thở đều, hơi dướn cằm lên một chút, không ngửa cổ ra phía sau. Điều hòa hơi thở và thả lỏng hai vai. Nếu có thể thì hai ngón tay út của chúng ta chạm nhau. 6. Nâng cao lồng ngực lên nữa nào. 5. Khoáng thả lỏng hai vai. 4. 3. Điều hòa hơi thở. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ hai tay xuống. Tiếp theo thì chúng ta có thể là ngồi quay mặt lại với cái ghế này. Sau đó hạ hai khuỷu tay của mình vào ghế. Đi đầu gối ra xa một chút. Hạ đầu của mình xuống và từ từ gập từng tay một, nắm lấy cái vai. Đi đầu gối sao cho mông thẳng hàng với gối của mình ạ. Hít vào, thở ra nhấn ngực của mình xuống, hơi vươn đầu lên một chút. Nhấn ngực xuống, thả lỏng hai vai. Và chúng ta giữ ở đây, hít thở đều. Mỗi lần thở lại thả lỏng vai và thả lỏng ngực xuống tiếp. 6. 5. Mỗi lần thở lại thả lỏng vai ra nào. 4. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ chống tay. Nâng người lên. Rồi, đang ngồi về phía trước, mở rộng hai đầu gối, hướng mũi chân sang hai bên. Lòng bàn tay của mình này, giống kiểu là hai tay chống eo ấy ạ. Đặt khuỷu tay vào phía bên trong của đầu gối. Hít vào, thở ra cong lưng hóp bụng lại. Kéo hai đầu gối về gần nhau để đẩy hai vai của mình gần nhau hết mức có thể. Tiếp tục hít vào, thở ra khép sát hai đầu gối của mình vào. Rồi một lần cuối hít vào, thở ra thật, kéo hai đầu gối về gần hơn nữa. Rồi đi bàn chân vào một chút và khép sát hai khuỷu tay gần nhất nếu có thể ạ. Nếu chúng ta đau quá không chịu được nữa thì dừng lại. Và ở đây chúng ta thả lỏng hai vai của mình ra. 6, 5, cố gắng thả lỏng vai nào. 4, 3, tiếp tục thở đều. 2 và 1. Rồi, thả lỏng vai của mình ra. Thả lỏng vai. Hy vọng là chuỗi bài tập vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn bị đau mỏi cổ vai gáy. Nếu như các bạn gặp vấn đề gì về cơ thể thì có thể comment phía dưới để Huyền sẽ lên những video giải đáp thắc mắc của các bạn. Đừng quên like và theo dõi kênh và bạn sẽ là người đầu tiên gặp Huyền ở những video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.